tôi đã từng đặt chân đến nhiều nước, vẽ ở nhiều nơi. Nhưng mà khi về sống ở Việt Nam thì tôi mới thấy hạnh phúc, thoải mái nhất. Và Việt Nam mới là nơi tôi thuộc về. Đây chính là lời chia sẻ của ông Vincent Monluc, một họa sĩ người Pháp gốc Việt. Trở về Việt Nam ở tuổi gần 70 và trong hơn 3 năm qua, ông đã rảo bước trên những các con đường từ Bắc vào Nam để mà khám phá về đất nước và con người của Việt Nam. Và tất cả tình cảm gắn bó của mình với quê hương đều được ông gửi gắm vào những bức tranh màu nước. Đây nhịp sống Hà Nội, kia phố cổ Hội An, hay trên dòng sông Mekong, bến đò tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm chung trong các tác phẩm của Vincent Monluc luôn có hình bóng của con người Việt Nam. Tôi thích vẽ nhất về người lao động, về cuộc sống phố phường, bản làng, vùng quê. Chỉ ở Việt Nam mới có hình ảnh sinh động, tràn đầy hơi thở cuộc sống đến như thế. Một cảm xúc thân thương trào dâng mỗi khi tôi về Việt Nam. Tôi nhìn ngắm quê hương bằng cách vẽ. Rời Việt Nam từ năm 11 tuổi cùng gia đình sang Pháp định cư, Vincent luôn mang theo ký ức và nỗi nhớ quê hương. Công việc đạo diễn phim hoạt hình tại Pháp giúp ông giữ mối liên kết với Việt Nam. Năm 2019, ngay khi đến tuổi nghỉ hưu, Vincent đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống. Sau 3 năm, ông đã sáng tác được hơn 100 tác phẩm. Nhằm chia sẻ góc nhìn, tình cảm của mình với quê hương, ông đã tổ chức một buổi triển lãm vào cuối tháng 1 vừa qua với tên gọi Giấc mơ. Anh ấy đi suốt dọc Việt Nam xong rồi chọn những cái cảnh rất là đặc trưng, đẹp với một con mắt nhìn mà chúng ta cảm thấy nó rất mới mẻ và rất là xúc cảm. Tôi sống ở Pháp lâu như vậy, nhưng hơn 3 năm qua ở Việt Nam mới là khoảng thời gian tôi được là chính mình. Tôi sống thực sự với quê nhà, nên lựa chọn về Việt Nam là đúng đắn. Hành trình tìm hiểu về cội nguồn của Vincent Monluc vẫn tiếp tục cùng những người bạn mới tại quê hương. Trong thời gian tới, ông mong sẽ có nhiều trải nghiệm hơn tại vùng Tây Bắc và Tây Nguyên, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống.